Ok, chào mọi người. Đó thì clip này mình sẽ làm sơ qua một cái con đài Panasonic khá là đẹp cho mọi người xem nha. Đó thì con này chức năng nó là chơi CD đọc USB và có FM mọi người, và nó cắm được cái để mình coi nó có cái line in để vào đầu vào không nha. Phía sau đây mọi người. Phía sau thì có một cái cổng len này chắc để chơi nhạc mạng. Rồi ok, một cái jack FM. Con này đọc được FM 108 là bắt được đài Việt Nam nha mọi người. Bắt được đài Việt Nam. Nó có một cái cổng phone ra. Không có cổng AUX đầu vào nha mọi người, chỉ chơi được đĩa CD rồi FM và đọc USB MP3 thôi mọi người. Rồi ok. Ôi trời, cứng cái cong USB hư luôn. Hư chưa đây. Ok, bây giờ mình test sơ cho mọi người nha. Rồi. Con này thiết kế nhìn khá hiện đại người, màu 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 cái vỏ ngoài màu màu trắng đẹp lắm, trắng sữa. Ok thì con này nó sẽ chơi được CD người, cái khay cũng đẹp nè. Mình test CD cho mọi người nha. Xong rồi mình sẽ test qua FM và cái USB cho mọi người. Thì con này lúc đầu là mình bỏ những cái đĩa như lý lỗi sao nó không đọc, mình tưởng là nó không đọc đĩa mọi người, nhưng mà vô tình thì hôm nay mình test lại thì nó có đọc đĩa luôn, quá ngon rồi. Âm thanh rất là hay luôn. Vạn ngày sau đi tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta thương nhau thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm, buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, đời đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấm yêu. Rừng là rừng chập trùng, giá lạnh trái chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về.
đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu. Rừng là rừng chập trùng, giá lạnh trái chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, chơi CD rất là ổn áp nha mọi người. Thì cái remote này là của cái khác, nhưng mà mình ghép vô để cho mọi người dùng nó tiện. Thì con này mình bán 1.500.000 nha, 1.500.000 mà. Ok, đó thì giờ mình nói chung cái remote này nó cũng dùng được chức năng tăng giảm âm lượng mọi người, và tắt mở máy thôi, rồi chọn CD, nói chung một số chức năng thôi. Còn một số chức năng như là Bluetooth thì nó chưa dùng được Bluetooth, mà phải bấm trên đây nha. Nhưng mà Bluetooth con này không dùng được mọi người. Bluetooth version thấp nên là nó truyền qua lúc nào cũng bị ngắt quãng hết. Ok, thì mình test qua FM cho mọi người nha. FM đây. Đó, FM mình đang bắt cái đài 106 mọi người. 106.5 á. Rất là trong luôn mọi người. Trôi theo những cơn mộng say.
Ok, test thử chức năng USB cho mọi người nha. Ở cái này bấm được Bluetooth luôn nè, ngon. Cái USB này bị cứng, nó cong rồi, không biết còn đọc được không, nên là mình cứ bấm cho thử nha mọi người. Ok. Resume, ok, được luôn. Hay được cái, được luôn rồi đó, qua bài ngon lành luôn rồi đó. Con này thì chức năng vậy là quá đẹp rồi, đẹp cực đẹp luôn. Nè mọi người xem Panasonic SCRS75, dòng này dòng cao cấp mọi người. Dòng này những cái con này đang bán bên Nhật tầm 3 triệu hơn á, cực đẹp luôn mọi người. Từ khi anh không còn về quá nó tới xa, mỗi bên hai loa thì nó là tổng bốn loa người, hai loa tầng giả với lại hai là trép mọi người, thấy không? Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo anh tan biến nơi nào, ngàn chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những ước mơ sau cùng. Ngày chia tay em một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chỉ hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm, chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Chia tay em một đời rêu phong, một lần sau cuối cho em thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm.
làm chi? Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát răng trong kiếp vẽ sâu. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát răng trong kiếp vẽ sâu. Là đời anh bớt mệt nhoài hát răng trong kiếp vẽ sâu. Ok nha mọi người, đó mình dựng clip đây nha. Thì bộ này luôn cái remote mình sàng từ cái máy khác qua để chỉnh một số chức năng tắt mở thì 1,5 triệu nha mọi người. Con này hè khá là đẹp nha. Và mình tặng luôn cái dây để kết nối FM nha mọi người. Rồi mình quay sơ một chút phía sau cho mọi người xem. Ok, đó, đây phía sau nha. Đây cái mã máy đây nha mọi người. Mã máy đây nha. 21W 100V. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhiều, nhu cầu liên hệ mình nha.